Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Tòa án quốc tế chính thức ra phán quyết chí mạng với Israel. Hé lộ lý do khiến cựu nghị sĩ Ukraine bị ám sát. Ukraine nổi giận vì quyết định của NATO. Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang gửi thiết bị vô hiệu hóa tới Ukraine. Ukraine gây chấn động dùng UAV vô hiệu hóa căn cứ Nga ở Crimea. Nga nóng mặt tuyên bố triển khai tên lửa hạt nhân đáp trả kế hoạch của Mỹ và Đức. Thưa quý vị, tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc phán quyết rằng sự có mặt của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine là sự bất hợp pháp và cần chấm dứt. Tòa án Công lý Quốc tế ICJ đã tuyên bố rằng việc Israel xây dựng các khu định cư trên đất của người Palestine vi phạm Công ước Geneva và dẫn tới chính sách sáp nhập thực tế. Trong phán quyết ngày 19 tháng 7, 15 thẩm phán của tòa án đã nhất trí rằng việc Israel chuyển những người định cư đến bờ Tây và Jerusalem cũng như việc Israel duy trì sự hiện diện của họ là trái với điều 49 của Công ước Geneva thứ tư. Phán quyết của tòa không mang tính ràng buộc. Chủ tịch ICJ Nawaz Salam khi đọc phán quyết đã mô tả việc Israel xây dựng các khu định cư ở bờ Tây là một sự sáp nhập trên thực tế, lãnh thổ và tuyên bố rằng nhà nước Do Thái nên chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp của mình ở vùng đất Palestine bị chiếm đóng càng nhanh càng tốt. ICJ đã điều tra các chính sách và hoạt động của Israel đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine kể từ đầu năm 2023 theo yêu cầu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tại một loạt phiên điều trần vào tháng 2, Ngoại trưởng chính quyền Israel Riyad Malkin đã cáo buộc Israel phân biệt chủng tộc và kêu gọi tòa án tuyên bố việc chiếm đóng đất đai của người Palestine là bất hợp pháp. Israel đã không cử đại diện hợp pháp tới phiên điều trần. Mặc dù phán quyết hôm 19 tháng 7 sẽ thể hiện quan điểm của Liên Hợp Quốc về các khu định cư của Israel, nhưng ICJ không có bất kỳ biện pháp nào để thực hiện quyết định này. Đáp lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ cái ông gọi là phán quyết sai trái, nhấn mạnh rằng bờ Tây là đất của người Do Thái. Ông Netanyahu nói trong một tuyên bố ngay sau khi phán quyết được đọc, người Do Thái không phải là những kẻ chiếm đóng trên chính mảnh đất của họ, không phải ở thủ đô Jerusalem vĩnh cửu của chúng ta, không phải trên vùng đất của tổ tiên chúng ta ở Judea và Samaria. Ông nói thêm, không có quyết định sai lầm nào ở Tơ Hây sẽ bóp méo sự thật lịch sử này, cũng như tính hợp pháp của việc định cư của Israel trên tất cả các vùng lãnh thổ của quê hương chúng tôi là không thể tranh cãi. Các đối tác liên minh theo đường lối cứng rắn của ông Netanyahu đã kêu gọi phản ứng thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Phát biểu với các phóng viên tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich nói rằng ông Netanyahu nên chính thức sáp nhập toàn bộ bờ Tây và Đông Jerusalem nếu tòa án ra phán quyết chống lại Israel. Smotrich cũng hứa sẽ đẩy mạnh xây dựng các khu định cư để ngăn cản việc thành lập một nhà nước Palestine. Israel chiếm giữ bờ Tây, Gaza và Đông Jerusalem trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Bờ Tây được chia thành 3 khu vực với chưa đến 1/5 lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chính quyền Palestine, chỉ hơn 1/5 nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Israel và kiểm soát hành chính của người Palestine, trong khi phần còn lại bao gồm khoảng 60% lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Israel. Chính tại khu vực thứ ba này, được chỉ định là khu vực C theo Hiệp định Oslo vào năm 2000, là nơi Israel đã xây dựng hầu hết các khu định cư của mình. Theo thỏa thuận, Israel không bao giờ có ý định duy trì quyền kiểm soát lâu dài đối với khu vực này. Tuy nhiên, chính phủ Israel đã ký kết xây dựng gần 150 khu định cư ở đó kể từ đầu năm 2000 và hơn 450.000 người định cư hiện đang sống ở bờ Tây, theo dữ liệu từ các nhà hoạt động chống định cư của Israel. Cựu nghị sĩ Ukraine Irina Faryon đã qua đời trong bệnh viện sau khi bị ám sát hôm 19 tháng 7 ngay bên ngoài nhà của mình. Theo truyền thông địa phương, bà Faryon, 60 tuổi, là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và là cựu thành viên của Quốc hội Ukraine. Bà bị bắn ngay bên ngoài nhà của mình ở phố Lviv phía Tây. Faryon là thành viên của Quốc hội Ukraine Verkhovna Rada từ năm 2012 đến năm 2014 và nổi tiếng với quan điểm bài Nga theo đường lối cứng rắn. Bà bị tấn công vào buổi tối ngày 19 tháng 7 khi vừa bước ra khỏi nhà. Nhà báo địa phương Marta Olianik đã cho biết trong một bài đăng trên Facebook của mình rằng có một phát súng vang lên, kẻ xả súng được hàng xóm nhìn thấy, anh ta đeo găng tay và vũ khí không có bộ giảm thanh. Faryon được đưa đến bệnh viện địa phương, một kênh Telegram địa phương đã đưa tin bà trong tình trạng nguy kịch, trong khi ủy viên hội đồng thành phố Igor Zinkevich đã mô tả tình trạng của bà rất nghiêm trọng. Tuy nhiên sau vài giờ, thị trưởng Lviv Andrei Sadovoy đã xác nhận bà qua đời vì vết thương. Ông Sadovoy cho biết đó là một bi kịch.
Được biết Irina Farion đã qua đời trong bệnh viện. Các bác sĩ đã làm mọi cách có thể nhưng vết thương đã gây ra tử vong. Thật sự đáng sợ và khủng khiếp. Tôi luôn nói ở đây, Ukraine không còn nơi nào an toàn nữa. Nhưng đối mặt với một vụ giết người trắng trợn như vậy, kẻ giết người phải được tìm ra. Cảnh sát quốc gia đã xác nhận bà Farion đã chết trong bệnh viện sau khi bị ám sát vào ngày 19 tháng 7. Cảnh sát tuyên bố, tội ác đã được phân loại thành phần 1 của Điều 115, tội giết người có chủ ý của Bộ Luật Hình sự Ukraine. Việc xử phạt theo điều khoản này quy định mức án tù lên tới 15 năm. Các cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để xác định và giam giữ kẻ phạm tội. Truyền thông địa phương mô tả kẻ tấn công là một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi, danh tính và nơi ở của tay súng vẫn chưa được xác định. Bà Farion là thành viên của đảng Svoboda Tự do, trước đây gọi là Đảng Xã hội Quốc gia Ukraine, do nhân vật tân quốc xã Oleg Tyanibov lãnh đạo. Bà đã bày tỏ sự đồng cảm và cởi mở đối với cộng tác viên của Đức Quốc xã mới trong Thế chiến II Stefan Bandera. Khi còn ở Quốc hội, bà đã ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng tiếng Nga ở Ukraine. Vào tháng 1 năm ngoái, bà đã tuyên bố nổi tiếng với giới truyền thông rằng cháu trai của bà Dmitry đã đánh những đứa trẻ nói tiếng Nga tại trường mẫu giáo của cậu ấy. Vài tháng sau, bà gọi bất kỳ ai sống ở Ukraine nhưng không nói được tiếng Ukraine là chất thải sinh học. Đường lối cứng rắn này đã khiến cho bà đụng độ với những người theo chủ nghĩa dân tộc khác. Vào tháng 11 năm ngoái, Farion nói rằng các thành viên nói tiếng Nga của Azov không phải là người Ukraine đích thực, khiến cho Maxim Zorin và Bogdan Krotevich, hai cựu binh của đơn vị phát xít mới, khét tiếng phẫn nộ. Trường Bách khoa Lviv, nơi Farion đang giảng dạy vào thời điểm đó, đã sa thải bà vì những bình luận này. Bà đã được phục hồi chức vụ và theo lệnh của tòa án vào tháng 5 năm nay. Moscow đã nhiều lần lên án luật Ukraine hạn chế sử dụng tiếng Nga và chính sách nhằm làm xói mòn các mối quan hệ văn hóa và lịch sử với quốc gia láng giềng. Tổng thống Vladimir Putin đã trích dẫn việc Kiev phi Nga hóa và đồng hóa cưỡng bức người nói tiếng Nga, hơn 1/3 dân số Ukraine, bởi Kiev là một trong những nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay. Vị tướng về hưu của lực lượng vũ trang Ukraine Sergei Krivonos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Newsroom, thảo luận với kênh Newsroom về tình hình cuộc xung đột, ông Krivonos nói, NATO hiện đang bắt đầu giữ lại tất cả các thiết bị của mình bởi vì họ đã đổ tất cả những thứ rác rưởi mà họ có, bao gồm cả việc đổ vào chúng tôi. Theo vị tướng này, kết quả là người Ukraine thậm chí đã từ chối một phần nguồn cung cấp và họ cố gắng đưa ra ít nhiều các thiết bị bình thường vào trật tự. Krivonos đã cho biết, những thứ không thể khôi phục được đang được trả lại. Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine vũ khí hàng tỷ đô la Mỹ, bao gồm các loại đạn dược, pháo các loại, xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, bom cùng nhiều thiết bị khác. Họ hứa viện trợ tiêm kích F-16 hiện đại cho Ukraine và sẽ bắt đầu chuyển giao ngay trong năm nay. Đầu tháng 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine do Washington và các đồng minh kích động hiện đang bị họ cố tình kéo dài. Các máy bay không người lái UAV và xuồng không người lái USV của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ phòng thủ ven biển của Nga ở bán đảo Crimea trong đêm. Chia sẻ với Kyiv Independent hôm 18 tháng 7, nguồn tin trong cơ quan tình báo cho hay cuộc tấn công được thực hiện dưới sự phối hợp của cơ quan an ninh Ukraine SBU và quân đội Ukraine. Cụ thể, các lực lượng Ukraine đã tấn công căn cứ trên vịnh Donolav, cách thành phố Sevastopol khoảng 90 km về phía bắc, giữa lúc Hải quân Nga đang tiến hành tập trận. Nguồn tin nói với Kyiv Independent rằng các thiết bị không người lái của SBU đã biến cuộc tập trận của Nga trở nên thất bại. Phía Nga đã không thể bảo vệ được căn cứ, chưa kể đến vùng nước xung quanh định Donulav. Cũng theo nguồn tin, cuộc tấn công bằng UAV và USV của Ukraine vào căn cứ phòng thủ ven biển của Nga đã làm hư hại trụ sở và sở chỉ huy, kho đạn dược cùng thiết bị, trạm biến áp và các vị trí bắn của đối phương. Nguồn tin nhấn mạnh thêm, cuộc tấn công là lời nhắc nhở bán đảo Crimea đang biến thành cái bẫy đối với binh sĩ Nga. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Bán đảo Crimea thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2014. Ukraine nhiều lần đã tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát ở bán đảo này từ Nga. Trong một diễn biến khác, một phụ nữ Ukraine đã tưới lên mình chất lỏng dễ cháy và tự thiêu trước tòa ở khu vực Kyiv, được cho là để phản đối việc chồng của cô bị từ chối hoãn nghĩa vụ quân sự. Cảnh sát khu vực Kyiv xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Năm 18 tháng 7. Cảnh sát viết trên Telegram rằng khi an ninh tòa án nhận thấy người phụ nữ tẩm chất dễ cháy vào người, các lính canh cố gắng ngăn cản cô ấy, nhưng người phụ nữ đã tự thiêu.
Các kênh tin tức địa phương và Telegram đã đưa tin người phụ nữ đã tự thiêu sau khi chồng cô bị gọi vào quân đội Ukraine và người ta từ chối lệnh hoãn đi lính của anh này. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định, thông tin sơ bộ, người phụ nữ và chồng chỉ đơn thuần là giải quyết vấn đề quyền nuôi con. Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính Ukraine đang mất khoảng 50.000 quân nhân thương vong mỗi tháng, trong khi chỉ có thể huy động được khoảng 30.000 người mỗi tháng. Ngày 18 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cho biết Moscow không loại trừ khả năng triển khai tên lửa hạt nhân để đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa tầm xa ở Đức. Hãng tin TASS đã dẫn lời ông Sergei Ryabkov nêu rõ quan điểm của các quan chức trong chính quyền Đức tin rằng việc triển khai các hành động có thể dẫn tới căng thẳng là thỏa đáng, thì Nga cũng sẽ đáp trả bằng các biện pháp mà nước này cho là phù hợp. Theo ông Ryabkov, với năng lực tổng hợp của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Nga cần điều chỉnh phản ứng mà không cần do dự. Ông cho biết thêm, có rất nhiều sự lựa chọn, đồng thời khẳng định đây không phải là lời đe dọa, mà là tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để ứng phó với những thách thức đang thay đổi. Ông Ryabkov đã cho rằng, tình hình vẫn khó lường khi các nước phương Tây vẫn kiếm cớ để cáo buộc Nga xâm phạm an ninh của các nước này. Những điều này sẽ không ngăn cản Nga nỗ lực đảm bảo an ninh dọc theo toàn bộ biên giới quốc gia. Trước đó, ngày 10 tháng 7, các chính quyền tại Washington và Berlin đã ra thông báo chung về việc Mỹ sẽ bắt đầu triển khai hỏa lực tầm xa ở Đức vào năm 2026, có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các hỏa lực mặt đất hiện có ở châu Âu. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã lo ngại rằng những kế hoạch làm như vậy sẽ tăng khả năng xảy ra cuộc đua tên lửa và có thể dẫn tới leo thang không kiểm soát được. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!